Thưa quý vị, âm nhạc tài tử đường vào văn hóa Việt Nam. Đây là dự án do nhóm sinh viên khoa âm nhạc học truyền thống Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc thực hiện và được Bộ Văn hóa Đài Loan tài trợ. Dự án đã đưa các giảng viên, sinh viên Đài Loan đến với Việt Nam học tập, nghiên cứu, biểu diễn giao lưu âm nhạc truyền thống. Dự án đánh dấu sự trở lại của hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai nền văn hóa sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19. Giữa góc nhỏ Sài Gòn lại bắt gặp hình ảnh những giảng viên, sinh viên Đài Loan chắc chiêu những tiếng đờn kìm, đờn tranh theo cung bậc hò sựng sang xê, dễ chừng làm cho khách tri âm sống sang, nhớ và càng thêm tự hào về loại hình nghệ thuật dân tộc, đờn ca tài tử. Dự án này thực tế được ấp ủ từ rất lâu rồi, từ năm 2018 đến năm 2019, chúng tôi đã có qua đây rồi. Sau đó vì dịch bệnh nên gián đoạn một thời gian. Việc tìm hiểu âm nhạc tài tử Việt Nam, nó chính là một chặng đường dài, chứ không chỉ là ngắn ngủi. Thầy Quỳnh Khải, thầy Toàn Thắng là những người chỉ dẫn trực tiếp và các thầy cũng thông qua hình thức mà chúng tôi tiếp thu ở Đài Loan, tức là mang tính chất tương đồng, thông qua hệ thống hò sự sang. Các thầy đã truyền bá cho chúng tôi tinh hoa của âm nhạc tài tử. Chúng tôi có thể tiếp thu tinh hoa nhất của tài tử thông qua hình thức truyền bá của nó. Đầu tiên là thông qua hình thức truyền khẩu, hát, chữ nhạc hò, sự sang. Tiếp theo đó là chúng tôi tiếp thu ký âm truyền thống, đó là sử dụng lồng bàn. Sau đó các phương thức diễn tấu lồng bàn thêm qua trong đó đều là những cái thể hiện đặc trưng tài tử. Thông qua sự truyền dạy của hai nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải và Toàn Thắng tại cả Đài Loan và Việt Nam, cùng với sức hấp dẫn trong ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc tài tử, khiến nó không chỉ được đón nhận mà còn tiếp tục được thực hành, truyền bá trên lãnh thổ Đài Loan thông qua nhóm Thiều Thanh Tài Tử Việt Nam. Năm 2018 thì thầy Toàn Thắng và thầy Quỳnh Khải có qua trường chúng tôi mở lớp, chúng tôi học được âm nhạc tài tử Việt Nam. Sau đó xuất phát từ nhu cầu thi ở trường, mở một buổi biểu diễn. Sau đó thấy rằng thông qua thi cử này chỉ bằng thành lập nhóm nhạc. Và khi thành lập nhóm nhạc rồi thì nhận được nhiều lời mời đi biểu diễn. Tiếp theo nữa là bên Đài Loan có cộng đồng người Việt rất nhiều. Những hoạt động cộng đồng người Việt chúng tôi đều có tham gia. Thông qua âm nhạc tài tử, các nghệ sĩ đã truyền bá giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Và ngược lại, đối với các bạn sinh viên Đài Loan, âm nhạc tài tử chính là đường vào văn hóa Việt Nam.